Hello, có back to my channel Start Scale Go, Trôn Quét Horror. Một ra. Vâng, và đây chỉ còn nhìn mỗi xương và thịt thôi. Tiếp tục nào. Để cô gái quay bay đầu luôn. Và đây là gì? Đáng sợ chưa? Nhưng chưa bằng tao. Nào, tao sẵn sàng có thể ăn thịt được luôn. Subway Souffle, ok. Bay lên cao nào. Yeah. Rồi, ở đây thì mình sẽ đi kiếm ít ma. Thank you.
Wow, cũng bị dường hình luôn. Oh my gosh, đi luôn. Wow, ok. Tiếp đến đó là tựa game Ma, một tựa game kinh dị, Granny Chapter 2. Trong tựa game này thì các bạn có thể có rất nhiều cách trốn thoát. Cách trốn thoát thứ nhất đó là các bạn có thể trốn thoát bằng cánh cửa chính. Cách trốn thoát thứ hai là các bạn có thể trốn thoát bằng một con thuyền. Và cách trốn thoát thứ ba đó là một chiếc máy bay. Khi trốn thoát chiếc máy bay thì các bạn sẽ phải học lái máy bay. Và cách trốn thoát phức tạp nhất thì theo như mình biết và như mình chơi thì đó là cách trốn thoát bằng con thuyền. Đó là một cách trốn thoát khá phức tạp. Oh my gosh, chả hiểu sao bà ta lại ở đây luôn rồi. Hide and see. It's a hide and see. Oh my gosh. What's up? Vừa bà ta cứng vậy sao? Tiện thể tiêu diệt ông ta tại đây. Có điều ủi hai ông bà này khá là phức tạp. Rất là lặng luôn. Đâu rồi? Yeah. Gosh. Không biết mình đã lấy chiếc chìa khóa chưa? Tiếp theo đó thì sẽ mở cái này ra xem có gì không. Không có gì ở đây. Boom.
một lúc tiêu diệt 3 người luôn. Và ok. Còn một món đồ nữa, không biết ở đâu. Theo như mình nghĩ có thể ở xung quanh đây thôi. Tìm ở đây xem như thế nào. Không phải ở đây. Thế thì chỉ có ở trên tầng. Ok. Boom. Ok, và bây giờ thì mình sẽ chuyển sang game thứ tư. Cái cửa này không mở đâu. Phải xuống đây tiêu diệt zombie. Chịu. Chịu. Ok. Chiếc xe này có vẻ không ăn thua mấy. Vẫn bị khóa. Khá nhiều zombie để tiêu diệt. Sao 26 máu không có trụ được không? Tôi phải kéo thôi. 49 máu. Tiếp tục đi tìm tiếp. Yeah. Qua đây rồi. Không phải cánh cửa này. Rồi, và tiếp tục các bạn sẽ đi tiến tới tiếp tiêu diệt những zombie ở gần đây. Ok, bây giờ thì mình sẽ chuyển sang tới game thứ 5, một tựa game kinh dị khác. Đó như là một con chó quỷ story.
tốc độ chạy của tên này sang bên anh không, để có gì còn chạy thoát khỏi chú chó này. Bây giờ thì mình sẽ tìm cái gì? Sẽ có gì ở đây nữa không? Và trong này sẽ có gì? Vẫn là những cô vi cô nhặt thôi. Tính sao? Tại sao lại đi chặn được à? Chạy qua xem như thế nào. Một hồn ma. Đó là một hồn ma. Bắt đầu mình có cảm giác run sợ rồi đấy. Thở rất là dốc. Tìm kiếm 4 món đồ. Đó lại phải lên tìm kiếm tiếp thôi. Đây là một tựa game bẻ khóa các bạn nhé. Các bạn sẽ phải bẻ khóa và mở khóa để giành chiến thắng trong tựa game này. Phải có gì đó trên này. Các bạn phải đi xung quanh để tìm kiếm dần dần. Nếu bỏ sót một cái gì đó thì sẽ rất khó tìm kiếm lại được luôn. Đó, tiếp tục và các bạn sẽ đi tìm kiếm tiếp. Ok, rồi bây giờ thì mình sẽ chuyển sang tựa game thứ 6. Basics. Welcome to Bali's Basics in Education. Oh, hi. Oh, hi. Welcome to my schoolhouse. Yeah. Now it's time for everybody's favorite sub. Great job! Oh. That you're doing fantastic! I can't believe it! You did great! Come here and get your prize! A shiny quarter! Just click on it with the left mouse button to pick it up. Then, when you find something you can... Now it's... Sweep, sweep, sweep! Đừng để cô gái đó bắt. Khi cô gái đó bắt thì các bạn sẽ phải nhảy 5 lần. Và khi nhảy 5 lần đó thì dễ bị ông teacher này. Ông ta sẽ bắt quyển sách thứ 3. Looks like it's sweeping time. Gotta sweep, sweep, sweep. I wanna play with someone. I
think about playing with someone. So let's go. It's Holokala. Chapter 2. Chapter 1 của tập điều này thì các bạn sẽ phải tiêu diệt ông ta và cứu thoát một người bảo vệ ở trong ngôi nhà đó. Và phần 2 tập điều này thì các bạn sẽ phải đi phá hủy hoang ổ của ông ta. Nơi đây là một nơi mà ông ta đã giam giữ con người, sau đó thì sẽ đánh đập và tiêu diệt. Các bạn sẽ phải phá hủy hang ổ, đốt cháy toàn bộ ở đây. Sau đó thì mình sẽ lắp một mũi khoan cua sắt của bê tông. Một chiếc máy khoan. Ok, tiếp tục, Granny Chapter 1.
Wow, khá là tối tăm. Không hiểu lý do gì mà bà ta đi từ dưới đây lên. Mình đã hơi ngạc nhiên về khoản này. Đó là gì? Tại sao? Tại sao? Chẳng lẽ bà ta đi qua một đường dưới để chui lên? What's up? Thế thì mình sẽ đường này đi. Có tiếng. Oh my god. Thật sự khá là nhanh. Đây chứ. Khập khiễng mức độ cao rồi. Có thể thoát khỏi bà ta. Bà ta quá là nhanh. Rồi và mình xin phép dừng cái clip tại đây. Hẹn gặp lại bạn trong cái clip tiếp theo.